Vâng, em Dương xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2023. Và em Dương làm video này để quay cho các bác tiến độ cũng như là cư dân đang về ở khu xốp thương mại dịch vụ của Biển Hồ 10A, dự án Vinhome Gia Lâm, để các bác biết được tình hình cư dân về ở như thế nào các bác nhé. Các bác hãy cùng với em đi xem và tìm hiểu. Đây bên phía tay trái của chúng ta là khu 31 hecta. Và em đang đi ở trên đường Thành Trung này các bác này. Đường Thành Trung của chúng ta về bản chất là đang nằm phía sau lưng em Dương, là sẽ kéo ra chỗ nút giao Cổ Linh Sơn Quang. Đường rất là to và đi lại rất là tiện để ra cầu Vị Tuy ạ. Đấy, còn chúng ta rẽ tay trái đây là chúng ta sẽ đi ra khu huyện ủy của Gia Lâm. Mà thời gian tới là chuẩn bị Gia Lâm chúng ta lên quận thì chúng ta sẽ ra quận ủy. Chúng ta đi thẳng và chúng ta sẽ đến với Vinhome Ocean Park các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy những tòa pavilion bên phía tay phải này ạ. Thị trường Vinhome Ocean Park Gia Lâm mấy ngày hôm nay vẫn chuyển nhượng tương đối là tấp nập các bạn ạ. Và em cũng mới làm xong thủ tục ngày hôm qua căn biệt thự song lập Sanu 15 12 cho khách. Ở phía bên tay trái của chúng ta là khu bệnh viện Đức Giang này các bác này. Và đây là một bên phía tay trái tiếp theo nữa, các bác nhìn thấy những cái nhà thấp tầng này ạ. Đây là khu đô thị Eurowindow. Và bên phía tay phải của chúng ta thì như quy hoạch của huyện Gia Lâm thì cái chỗ này là hồ các bác ạ. Hồ và công viên trung tâm rộng hơn 10 hecta, tương đối là đẹp về cảnh quan. Đây đô thị Eurowindow này của chúng ta là được hưởng lợi về cơ sở hạ tầng cũng như là tiện ích rất là nhiều từ dự án Vinhome Park. Đây, đường cắt ngang của chúng ta, đường ngã tư đây, đường cắt ngang là đường Lý Thánh Tông, đường 40m. Chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ ra Eco Park, mà chúng ta rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đến với đường năm cũ. Đấy, còn em thì em sẽ đi thẳng để vào Vinhome của chúng ta. Đây là trục đường 40m này các bác này, đến rồi ạ. Trục đường 40m chúng ta đi thẳng, chúng ta sẽ ra với biển hồ 10A bên phía tay phải các bác nhé. Bên phía tay trái là một dự án 80 hecta nữa. Đấy, và đi thẳng là chúng ta sẽ ra sau biển 23 và rẽ tay phải chúng ta sẽ biển hồ nước mặn. Đây chúng ta đã đến với khu shop thương mại dịch vụ của biển hồ 10A rồi các bác nhé. Đây bên phía tay phải đấy ạ. Hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác. Nếu bác nhìn thấy những cái căn mà bác giáo 2 tầng này này là chắc là các bác chủ nhà đang làm chương trình sức sống trung tâm mà hỗ trợ tiền của các nhà đầu tư, là chủ đầu tư. Đây có thiết bị vệ sinh. Ở đây 1 này, 2 3 4 5 căn đang hoàn thiện các bác ạ. 5 căn đang hoàn thiện. Vị trí này tí nữa em sẽ chia sẻ cho các bác ưu điểm và nhược điểm của khu này. Đây em sẽ rẽ vào đây là khu 10A. Bên này của chúng ta sẽ có cái bên mái tôn này các bác nhé. Thì chúng ta sẽ có 3 tòa chung cư nữa. 3 tòa chung cư. Đấy. 3 tòa chung cư. Và chúng ta đi thẳng ra kia sẽ là khu trường học và nhà để xe 5 tầng. Đấy. Cái chỗ cũng là cái chỗ mái tôn này. Đây em sẽ đi ra chỗ mái tôn này các bác. Bên phía tay trái các bác đây mái tôn nhá, là khu 3 tòa chung cư này. Đúng không ạ? Đường cắt ngang này là đường 30m. Và nếu chúng ta rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đi thẳng ra với trung tâm thoại Vincom và biển hồ nước mặn. Vị trí rất là đẹp các bác nhá, vị trí rất là đẹp. Đây đường 30 mét này. Đấy. Và đây trước mặt các bác đây là khu trường học và nhà để xe lỗi 5 tầng. Đấy, và chúng ta đi đến đến ngã ba kia. Đấy, chúng ta rẽ tay trái thì chúng ta sẽ ra phân khu Pavilion. Đấy, phân khu Pavilion các bác có thể nhìn thấy. Và tòa khách sạn Bay Fan. Hai tòa khách sạn Bay Fan mà chủ đầu tư đang chuẩn bị xây dựng. Đây có trường học này các bác này, vùng biển hồ 10A chúng ta đang có trường học này. Trường mầm non Đại Dương Xanh. Cái trường này em thấy là rất là nhiều các bạn trẻ học ở đây và đưa đón các cháu ở trong nội khu ra đây cũng tương đối là đông. Cũng cũng đã có rất là nhiều nhà về đây ở đây này, công ty bán đồ online này. Căn hoàn thiện này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy chỗ này cũng sẽ có thêm khu chung cư nữa các bác nha. Chỗ này sẽ có chung chung cư. Đấy. Về vị trí của biển hồ 10A thì em khẳng định các bác là vị trí tương đối là đẹp.
vị trí dẫn đầu khi mà đầu tiên đi vào Ocean Park từ khu thị trấn Châu Quỳ đi vào đây, thì đây là điểm đầu tiên. Và khi mà các khu chung cư hình thành nên và cư dân về ở thì vị trí này kinh doanh em nghĩ về các bác là kinh doanh cực kỳ tốt. Kinh doanh cực kỳ tốt, em được chia sẻ. Khu biển Hồ 10A này của chúng ta thì có khoảng 110 căn shop thương mại dịch vụ các bạn. Mà xung quanh như em đếm thì nó tầm độ khoảng gần 10 căn hộ chung cư, 10 tòa chung cư. Thì sẽ phục hơn 100 căn sẽ phục vụ cho độ khoảng 10 tòa chung cư, thì các bác sẽ biết được cái sự hối hả và sự tấp lập nhộn nhịp mai sau sẽ như nào, đúng không ạ? Và mỗi một tòa chung cư thì các bác cứ tính cho em nó tầm độ khoảng 3.000 cư dân. Khoảng 3.000 cư dân các bác. 2 đến 3.000, 2 3.000 cư dân. Trong đây cũng có một vài căn đang hoàn thiện sức sống trung tâm. Đợt vừa rồi thì có giao dịch cái căn ở giữa đấy, là căn hai căn đạn đầu, em cũng không tiện nói mã căn, thì hai căn đấy giao dịch là 12 tỷ rưỡi hai căn, mỗi căn nó rơi vào tầm độ khoảng hơn 6 tỷ. Diện tích con đấy thì hơi bé, diện tích hơi bé. Khu biển Hồ 10A này thì em cũng chia sẻ với các bác là thoáng trước và thoáng sau. Phía sau thì là sẽ là phần sân chung của hai nhà các bác ạ. Phía sau sẽ là phần sân chung của hai nhà, thoáng mặt tiền trước. Và thương mại dịch vụ thì các video trước em Dương cũng hay chia sẻ cho các bác, đó là mặt tiền thường sẽ là 5 mét rưỡi. Thường sẽ 5 mét rưỡi. Và ở đây thì những cái căn mặt hướng đây, mặt hướng bên phía tay phải chúng ta, mặt hướng Tây Nam và những căn mặt đường lớn là hướng Tây Bắc thì diện tích xây dựng dưới tầng 1 tương đối là lớn, hơn 90 mét các bác ạ, hơn 90 mét. Còn phía trong ở dãy giữa chúng ta vừa đi qua thì diện tích xây dựng dưới tầng 1 nó hơi nhỏ hơn một chút các bác ạ. Đấy thì những cái căn mặt đường thì em cũng đang có một căn hoàn thiện rồi, đang đang cho thuê kinh doanh, thì đang chào mức giá là 19 tỷ rưỡi. Cũng là một trong những cái sự lựa chọn tốt, thú vị và đáng để cho khách hàng lựa chọn và cân nhắc. Tại vì các bác hình dung này, chúng ta nếu mà mua những cái sản phẩm mà đầu tư mà khi mà đã hình thành sẵn rồi thì các bác sẽ rất là khó mua, và nếu mà mua được thì sẽ giá rất là cao. Đấy, các bác có thể là nhìn thấy. Đây, em sẽ quay cho các bác đây. Đấy, còn nếu mà chúng ta mà nắm bắt được cơ hội và chúng ta phân tích được tình hình và tiềm năng giá cả của bất động sản đấy nó sẽ như thế nào đấy, thì mai sau chúng ta sẽ bán nó sẽ rất là có lời. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, 4 tòa của Pavilion dự kiến là quý 2 năm sau sẽ bàn giao nhà. Đấy, và tiếp của Pavilion đây thì sẽ có thêm 4 tòa chung cư nữa, mà chúng ta xong chúng ta đi thẳng lên kia nữa là 4 tòa của Ruby. Còn bên phía tay trái đây thì như em chia sẻ đó là khu trường học này, rồi khu nhà để xe nổi 5 tầng này. Đấy, và hai cái tòa khách sạn mà chủ đầu tư Vinhome cũng sẽ làm rất là đẹp, đó là khách sạn Bay Fan. Và tiếp theo nữa là cái quảng trường biển nữa. Đấy, một trong những cái điểm nhấn rất là đặc biệt tại cái phân khu Gen Bắc này. Đấy, và chúng ta đi thẳng ra đây thì chúng ta sẽ đến với khu đường cắt ngang của khu Hải Đăng 03 và Hải Đăng 09 ạ, để đi vào khu S1, S2. Đấy, vị trí này em Dương khẳng định các bác là cái tiềm năng để mà kinh doanh và cái sự nhộn nhịp mai sau của biển Hồ 10A là tương đối là hợp lý các bác ạ. Đấy, tương đối hợp lý. Còn giá bán thì hiện tại là các bác gần như là bán giá thấp hơn hợp đồng. Ở đây em Dương cũng phải chia sẻ những thương mại dịch vụ này bán thấp hơn hợp đồng. Và cũng có rất là nhiều những cái thông tin tích cực, đó là chuẩn bị các ngân hàng sẽ giảm thêm lãi suất khoảng 0.5 nữa các bác ạ. Lãi suất sẽ rất là thấp. Lãi suất mà chúng ta vay tầm độ khoảng 5.5 đúng không ạ? Gửi ngân hàng 5.5, 5.5.5 mà cái tỷ lệ lạm phát nó tầm độ khoảng 3 chấm đến 3.5, thì em Dương nghĩ là các bác nếu mà vẫn cân đối được dòng tiền đúng không ạ? Vẫn cân đối được dòng tiền thì lên đầu tư bất động sản. Mà đầu tư bất động sản của Vin thì em nghĩ là một kênh đầu tư rất là uy tín và yên tâm tuyệt đối đúng không ạ? Thứ nhất là về pháp lý, sổ sổ đỏ đúng không ạ? Thứ hai nữa là về quần thể rồi những cái tiện ích dành tặng cho cư dân cũng như là khách hàng qua chơi, thì bác chủ đầu tư làm cực kỳ là bài bản và cực kỳ là đáng để xuống tiền các bác ạ, đáng để xuống tiền. Và ngoài ra nếu mà các bác mà không có nhu cầu muốn mua shop thương mại dịch vụ mà muốn mua tầm tiền tài chính đầu tư từ thấp tầng từ 10 tỷ, từ 10 tỷ các bác nhé, đến 20, 30 hoặc là nhiều hơn nữa,
các sản phẩm thấp tầng sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn của Vinomotion Park Gia Lâm hoặc là Hưng Yên thì các bác có thể liên hệ với em Dương. Em Dương bên công ty cổ phần bất động sản Ngọc Hân Luxury tại địa chỉ Hải Âu 02 237 Vinhome Gia Lâm, chuyên nhận mua bán ký gửi cho thuê các sản phẩm của Vinhome từ chung cư, biệt thự liền kề song hào. Và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng cũng như quý cư dân trong cái thời gian tới. Đây các bác có thể nhìn thấy là cái cụm đường bên phía tay phải của em Dương đây, các bác có thể nhìn thấy cái cụm đất này là cụm đất để xây trường công liên cấp từ mầm non cấp 3 các bác ạ. Đấy nên là vị trí này cũng sẽ rất là tuyệt vời các bác nhé, rất là tuyệt vời. Dự án của chúng ta như em Dương chia sẻ là gì, chúng ta đang thiếu cái thứ nhất đó là thiếu trường công. Đấy, thiếu từng trường công để cho các con em của cư dân học học tập. Cái thiếu thứ hai nữa là cái thiếu về cái nhà để xe. Em nghĩ là hai cái vấn đề đấy đang là hai cái vấn đề mà chủ đầu tư cũng như là quý cư dân cũng nên đồng hành với nhau để chúng ta xây dựng một Ocean Park ngày càng văn minh hiện đại hơn. Khu viên từ phía tay phải của em đấy, để em đang đi trên trục đường 52m đấy. Và cuối cùng em Dương xin kính chúc quý khách hàng thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Các bác nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em Dương nhé. Em Dương xin chào và hẹn gặp lại.